Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình lại có điều kiện đến thăm giàn nhà bạn Trần Việt Linh. Đấy, cũng rất là lâu rồi chưa có thời gian để đến. Quay cho anh em những cái giò lan đẹp cả nhà nhá. Đây, như mọi người thấy là bạn ấy mới làm thêm hai cái ô bên này. Và cái giàn trước đây thì mình đã quay cho anh em xem rồi đấy. Nói chung là cái không gian này phải nói là quá tuyệt vời luôn anh em nhé. Ở trong này là những cái cây hàng thân lá. Ở đây là có Tam Bảo Sắc với lại Phú Thọ đây anh em này. Đấy. Em để cái chế độ 0,5 zoom để cho anh em xem cho nó kỹ. Đây, toàn bộ dưới này là kiếm cả nhà nhé. Đấy. Thường thì anh em chơi lan hay có những cái bộ bàn trà như này mọi người ạ. À, mình thì không hiểu về địa lan lắm, nhưng mà ở đây có cái cây gọi là Hoàng Kim Bảo. Lan nó rất là thơm luôn. À, không biết là nó tả cái mùi thơm của nó như nào nữa anh em nhé. Đây vẫn hồ điệp anh em nhé. Hồ điệp này. Đấy. Cái này là cái gì Linh nhỉ? Chiều Châu Tố Hà. Triều Châu Tố Hà. Cái này đều xuất phát từ Trung Quốc anh em nhé. Cái này gọi là lan lá mềm hay là gì nhỉ cậu nhỉ? Địa lan. Đấy. Cái này được khoảng bao nhiêu tháng hả Linh? Tết. Nở từ Tết đến giờ mà nhìn đẹp nha. Đấy. Anh em nào mà có nhu cầu tham khảo về địa lan hoặc là tăng cái sự hiểu biết của mình thì em để cái link số điện thoại của Linh ở dưới cái phần mô tả của video nhé. Đấy, một cái chậu đen rô rất là đơn giản như này nhưng mà nó rất là đẹp. Ở phía dưới này như mọi người nhìn thấy đó là những cái hàng ươm ki. Đấy, hàng giống anh em nhé, nhạn cho đến quế, nhớ kèm. Kiều. Đây là ở cái khu vực ở bên ngoài. Đấy. À, bên trên tầng 2 cả nhà nhé. Hài với lại kiếm. Đấy. Cả cái dàn này cùng với dàn bên kia nó rơi vào tầm khoảng 500 mét vuông cả nhà. Nếu tính cả ba sàn thì nó còn hơn. Anh em xem nhé. Nói chung là trồng lan như này vẫn phải nói là nó rất là bền vững. Đấy. Anh em mà có nhu cầu thì cứ nhắn hoặc gọi điện thoại cho mình hoặc gửi mình gửi số Zalo của Linh cho các anh em nhé. Xin chào mọi người.